Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,67%, hiện tại lui về vùng giá 2.728 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 104,5 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, đứng ở mức 67.700 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,278% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm mạnh đứng ở mức 68,48 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã bất ngờ giảm mạnh ngay đầu phiên sáng nay theo giờ Việt Nam là do giới đầu tư chốt lời mạnh trước dữ liệu báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hay gọi là GDP và hàng loạt thông tin về việc làm, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, cơ hội việc làm, chỉ số nhà ở v.v. của Mỹ sẽ được công bố ngay đầu tuần này. Cùng với đó, các thông tin về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong phiên sáng nay cũng tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó thì đồng đô la Mỹ cũng tăng khá tốt trong giỏ thanh toán thế giới. Những thông tin này thì kênh đã gửi tới quý vị và các bạn ngay ở phần đầu bản tin. Đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng cũng gây áp lực lên kim loại quý, bởi đây chỉ là tài sản mang tính bảo toàn vốn khi các tài sản sinh lời là trái phiếu, cổ phiếu tăng giá. Và đồng đô la Mỹ tăng giá trị thì nhà đầu tư sẽ chốt lời bớt một phần vàng chuyển sang đầu tư tài sản sinh lời. Giới chuyên gia dự báo rằng giá vàng thế giới có thể giảm xuống trong ngắn hạn bởi áp lực các thông tin kinh tế của Mỹ sắp được công bố. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia nhận định giá vàng sẽ vẫn tiến lên vùng 2.800 đô la Mỹ trên một ounce trong dài hạn. Cụ thể, vàng vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế. Giá vàng đã tăng hơn 32% kể từ đầu năm cho đến nay, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Ông Colin Szyszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SRA Goldman & Goldman dự đoán giá vàng chỉ giảm trong một tuần dựa trên khả năng điều chỉnh giao dịch sau khi giá tăng. Còn với ông Bo Habeco, chiến lược gia tại LGO Future cho biết nhà đầu tư chốt lời khi giá vàng tăng mạnh, tuy nhiên đà tăng của lãi suất cản trở kim loại quý đi lên. Về triển vọng, vị chuyên gia này dự báo giá vàng có thể đạt 2.800 đô la Mỹ trên ao do nhu cầu tăng cao đối với tài sản an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm trưa nay, mặt hàng vàng miếng SJC tạm thời vẫn chưa có nhiều thay đổi về giá. Mặt hàng vàng niêm yết số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng chỉ điều chỉnh giảm nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 87 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì không có thay đổi so với giá đóng cửa phiên cuối tuần vừa qua. Và hiện tại, các hệ thống kinh doanh trong nước cũng đang niêm yết ở mức giá này. Duy nhất hai hệ thống đó là Phú Quý SJC và Mi Hồng chiều mua vào đang cao hơn các hệ thống kinh doanh còn lại, mặc dù Mi Hồng điều chỉnh giảm nhẹ khi mở cửa phiên này. Với Phú Quý mua vào mức 87,30 triệu đồng trên lượng, bán ra thì cũng ở mức 89 triệu đồng trên lượng. Với Mi Hồng SJC mua vào mức 88,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn buộc số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 87 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,50 triệu đồng trên lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Không có thay đổi so với giá đóng cửa phiên cuối tuần vừa qua, giá nhẫn buộc số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 87 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 88,60 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn buộc số 9 Phú Quý mua vào mức 87,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,90 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng mua vào, 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Nhẫn tròn buộc số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 87,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,90 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn 3 số 9 tại Mi Hồng mua vào mức 87,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,60 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn buộc số 9 PNG mua vào mức 87,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 88,90 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 87,88 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 88,88 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán, chiều mua vào không có thay đổi. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin.
Phải nhìn nhận từ khi mà Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án mới bình ổn thị trường vàng, giá vàng miếng SJC và vàng thế giới đã tiệm cận nhau, thu hẹp cách biệt từ 18 đến 20 triệu đồng trên lượng trước đó, giá vàng nhẫn bộ số 9 cũng dần về sát với giá vàng miếng SJC. Trong tuần vừa qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, giá mua vào vàng nhẫn của các công ty cao hơn vàng miếng SJC cả triệu đồng cho mỗi lượng. Đây là hiện tượng bất thường bởi giá vàng miếng SJC là thương hiệu quốc gia có tính thanh khoản cao hơn, đóng vai trò như một loại tiền tệ, trong khi vàng nhẫn chỉ là vàng trang sức. Song xét trong bối cảnh các biện pháp quản lý thị trường vàng đang duy trì hiện nay thì tình trạng trên lại không hề đáng ngạc nhiên. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại mua vào mức 25.164 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.464 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm nhẹ 3 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.400 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.500 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Phú Quý SJC mua vào 8.730.000, bán ra 8.900.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Mi Hồng SJC mua vào 8.820.000, bán ra 8.900.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank và ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. SJC miền Trung, Huế, Quảng Ngãi mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. SJC Nha Trang, Biên Hòa, miền Tây mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. SJC Bạc Liêu, Long Xuyên, Phan Rang, Cà Mau mua vào 8.700.000, bán ra 8.900.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 8.700.000, bán ra 8.850.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 8.700.000, bán ra 8.860.000. Vàng 4 số 9 mua vào 8.690.000, bán ra 8.820.000. Vàng 24K mua vào 8.532,7 nghìn, bán ra 8.732,7 nghìn. Vàng 18K mua vào 6.380,7 nghìn, bán ra 6.630,7 nghìn. Vàng 16K mua vào 5.763,2 nghìn, bán ra 6.013,2 nghìn. Vàng 14,6K mua vào 5.145,7 nghìn, bán ra 5.395,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.907,6 nghìn, bán ra 5.157,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.443,3 nghìn, bán ra 3.693,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.